Chào mừng các con đến với khóa học Tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn. Vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Nhưng năm học này lại thật đặc biệt khi các con đã trở thành những học sinh trung học cơ sở. Chắc hẳn các con rất hào hứng với những sự thay đổi xung quanh mình. Trường học mới này, thầy cô mới và cả những người bạn mới nữa. Chặng đường mới đầy những điều thú vị và cũng có cả những khó khăn và thử thách. Nhưng con hãy thật tự tin vì olm.vn sẽ luôn đồng hành cùng các con trong hành trình sắp tới. Bài học đầu tiên trong chương trình Tiếng Anh lớp 6 cũng xoay quanh chủ đề về ngôi trường mới. My New School. Mỗi bài học sẽ được chia thành các tiết học khác nhau. Và tiết học đầu tiên trong mỗi chủ đề sẽ là Getting Started. Trong tiết học này, con sẽ được khởi động, được làm quen với những kiến thức ngôn ngữ trọng tâm xuyên suốt một bài. Phần Getting Started của chúng ta ngày hôm nay có tiêu đề A Special Day, một ngày đặc biệt. Vậy theo các con, ngày đặc biệt đó là ngày gì? Để có câu trả lời cho mình, con hãy cùng theo dõi đoạn sau nhé. Buổi sáng, bố mẹ của Ben đang đọc sách và ăn bánh ngọt thì chợt có tiếng gõ cửa. Hóa ra đó chính là ba. Em giờ đã ra dáng một học sinh trung học cơ sở. Bà đến nhà để rủ Ben đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên của các em ở ngôi trường mới. Good morning, Mr. and Mrs. Rickard. It's Ba. Is Ben awake yet? Hello, Ba. You look very smart in the new uniform. Ben is getting ready. Thank you, Mrs. Rickard. We all wear uniforms on Monday and Friday. How nice. Hi, Ba. I'm ready. Let's go. Oh, dear. Your bag looks heavy, Ben. Oh, it's because we have new subjects at school. Don't worry, Mom. All right. Have fun at school, kids. Bye, Mom. Bye, Mrs. Rickard. Ở lớp học mới, Ba và Ben gặp lại rất nhiều những người bạn đã học cùng mình ở tiểu học. Các em vui vẻ trò chuyện với nhau. Ai cũng hào hứng đón chào cô giáo mới, những người bạn mới và tiết học đầu tiên. Tiếng trống trường vang lên, cô giáo bước vào lớp. Nice to see you, class. Are you ready for a new school year? Yes, Miss Lam. Great. We have a newcomer today. Michael, please come in. Hello, everyone. I'm Michael from Canada. I like playing sports. Nice to meet you guys. Nice to meet you. School will be great, Michael. You'll see. Vậy qua đoạn hội thoại vừa rồi, theo các con, tại sao phần Getting Started lại được đặt tên là A Special Day? Cô có 3 đáp án như sau. A. Because Ba and Ben have breakfast together. B. Because this is the first day of secondary school. C. Because they can play football after school. Câu trả lời của con là gì? Cô chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Các con đã hiểu rất chính xác nội dung của câu chuyện vừa rồi đấy. Đáp án của chúng ta là B. Đáp án A là sai vì rõ ràng là Ba và Ben đã không ăn sáng cùng nhau. Còn đáp án C cũng không chính xác vì chúng ta không thấy có thông tin nào nói về việc là Ba và Ben sẽ chơi đá bóng sau giờ học cả. Bây giờ, để các con hiểu chi tiết hơn về đoạn hội thoại trong phần Getting Started, chúng ta cùng làm một bài tập ngắn nhé.
Are these statements true or false? Các câu sau là đúng hay là sai? Cô có 5 câu như sau. Và nhiệm vụ của các con là quyết định xem mỗi câu đó đúng hay là sai so với nội dung của đoạn hội thoại. Nếu câu đúng thì con viết chữ cái T. Còn nếu câu sai, con viết chữ cái F. Để làm tốt dạng bài này thì các con nên gạch chân các từ khóa, tức là các từ quan trọng thể hiện nội dung chính của câu. Việc này sẽ giúp con dễ dàng đối chiếu với thông tin trong bài. Chúng ta cùng làm nhé! Trong câu 1, nội dung của câu được thể hiện ở các từ having breakfast và with parents. Vậy cô sẽ gạch chân các từ này. Tương tự như vậy, ở trong câu 2, nội dung của câu được thể hiện ở các từ wearing và school uniform. Cô cũng gạch chân các từ này. Tương tự như vậy, con hãy xác định từ khóa trong 3 câu còn lại nhé. Đúng rồi, cô có các từ khóa như sau. Nhiệm vụ tiếp theo của các con đó là dựa vào những thông tin trong bài hội thoại, con hãy xác định các câu này là đúng hay sai nhé. Các con làm rất tốt. Chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án và xem tại sao lại như vậy nhé. Câu 1 thì rõ ràng là sai rồi, vì khi ba đến nhà thì bố mẹ của Ben đang đọc sách và ăn bánh này, còn Ben thì đang chuẩn bị đi học. Chúng ta có lời thoại của mẹ Ben. Ben is getting ready. Ở đây cụm từ get ready có nghĩa là chuẩn bị cho một việc gì đó. Ben đang chuẩn bị để đi học. Câu 2, đáp án là đúng. Chúng ta thấy rõ là ba đang mặc đồng phục trường. Bên cạnh đó thì mẹ của Ben cũng đã đưa ra lời khen bạn ấy. You look very smart in the new uniform. Chúng ta có từ smart, có nghĩa là trông sáng sủa, trông bảnh bao. Câu 3 lại là một câu sai, vì từ thông tin trong lời nói của ba, chúng ta biết rằng các bạn ấy sẽ mặc đồng phục vào 2 ngày, ngày thứ 2 và ngày thứ 6. We all wear uniforms on Monday and Friday. Còn trong câu này thì chúng ta thấy là thông tin from Monday to Friday, từ ngày thứ 2 cho tới ngày thứ 6, tức là cả một tuần. Vậy câu này sẽ sai so với thông tin trong bài. Câu 4 tiếp tục là một câu đúng. Oh, it's because we have new subjects at school. Và câu 5 cũng là một câu đúng. Hello everyone, I'm Michael from Canada. Đoạn hội thoại ngày hôm nay cũng chứa những cụm từ, những câu rất hay được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Chúng ta đến với một bài tập nữa để giúp các con nắm được những cụm từ và câu ấy nhé. Cô có 4 câu sau. How nice. Oh dear. Please come in. You'll see. Nhiệm vụ của con là xác định những câu này mang ý nghĩa gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai câu đầu tiên trước. Hai câu này xuất hiện trong cảnh đầu tiên ở nhà bạn Ben. Cô đã trích đoạn hội thoại ở bên này để các con dễ quan sát. Đúng rồi, câu đầu tiên có ý nghĩa giống với very nice. Còn oh dear được sử dụng để diễn tả sự ngạc nhiên nhưng mang hàm ý tiêu cực. Chúng ta tiếp tục với câu tiếp theo. Hai câu này đều xuất hiện trong lời nói của cô giáo.
Câu đầu tiên thì có lẽ là rất quen thuộc với chúng ta rồi. Chúng ta sử dụng câu này để mời ai đó đi vào. Còn câu thứ hai có nghĩa là You will find out. Ngụ ý là cậu sẽ thấy điều đó thôi, cậu sẽ thấy điều mà tớ nói là đúng. Để củng cố cách sử dụng của các câu này, các con hãy làm bài tập sau nhé. Cô có 4 tình huống nhỏ. Con hãy quyết định xem chúng ta sẽ dùng câu nào trong mỗi tình huống này. Các con làm rất tốt. Hoạt động cuối cùng trong bài ngày hôm nay xoay quanh các từ vựng về đồ dùng học tập. Hầu hết thì các từ vựng này các con đã được học ở các lớp dưới rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng đọc lại các từ này một lần nhé. School bag. Pencil case. Rubber. Pencil sharpener. Ruler. School bag. Pencil case. Rubber. Pencil sharpener. Ruler. Compass. Textbook. Notebook. Calculator. Bicycle. Compass. Textbook. Notebook. Calculator. Bicycle. Để củng cố các từ vựng này, con hãy làm bài tập ngắn sau. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.